Thời gian gần đây, trên các chợ bán hàng trực tuyến tại nước ta, loài tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ đang được bày bán tràn lan và được quảng cáo là chắc thịt thơm ngon. Tuy vậy thì loài sinh vật được nhập khẩu lậu từ Trung Quốc này lại chính là sinh vật ngoại lai và bị cấm nuôi trồng kinh doanh tại nước ta. Chỉ cần một vài con tôm hùm đất bị mất kiểm soát ra môi trường thì rất có thể trở thành đại họa cho hệ sinh thái ở Việt Nam. Trong tuần qua, trên 900 kg tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ Trung Quốc bị phát hiện được nhập lậu tuần vào nước ta tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Hay ngay trên các mạng online trong nước, hàng loạt những thông tin giao bán loài tôm hùm đất Trung Quốc được chào bán công khai. Với giá bán lẻ từ 250.000 đến 400.000 đồng mỗi kg tùy kích cỡ, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua loại tôm này. Theo các chuyên gia thủy sản, tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ Trung Quốc có xuất xứ từ Bắc Mỹ. Cách đây vài năm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã đưa ra nghiên cứu về loài này để thử nuôi tại Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã đề nghị không nhân giống phát triển bởi loài này gây nguy hại cho hệ sinh thái. Ngay cạnh nước mình là Trung Quốc đã bị cái nạn này ở tại sông Trường Giang, chứ không phải bây giờ. Sông Trường Giang bây giờ không nào chặn đứng được nữa. Và con tôm hùm đã chiếm toàn bộ cái sông Trường Giang và nó ăn hết tất cả các thực vật thủy sinh. Thế là cách vài mươi năm mà sông Trường Giang phải đưa lên, coi Trung Quốc phải đưa lên cái chuyện đây là nạn tôm hùm, tôm càng xanh đỏ hay là tôm hùm được, trông nó vỏ nó chắc là thịt ăn vẫn được, không có cái gì, nhưng mà nó phá vỡ cái đặc điểm sinh thái. Khẳng định tôm hùm đất Trung Quốc là động vật ngoại lai, không được phép kinh doanh, nuôi trồng tại Việt Nam. Trước tình trạng tôm hùm đất được giao bán tràn lan trên thị trường và có nguy cơ xâm nhập trở lại vào nước ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn hỏa tốc gửi các địa phương và cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện việc đưa loài sinh vật có hại này vào nước ta. Các cơ quan liên quan, đặc biệt là hải quan, thị trường, rồi thanh tra, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi biên phòng là phải tăng cường kiểm tra, tăng cái tần suất kiểm tra tại các cửa khẩu, các cái vùng giáp ranh và xử thật nặng với cái chế tài cao nhất mang tính răn đe đối với lại người dân. Thứ hai là tại các cửa khẩu phải dán những cái bảng hoặc là những cái affix tuyên truyền cho những người nhập khẩu và những người tư thương là biết được cái tác hại của cái con tôm càng đỏ này. Được đánh giá là nguy hại hơn ốc bươu vàng, có khả năng lây lan mầm bệnh nấm tôm và virus gây bệnh đốm trắng. Đáng chú ý là loài tôm hùm đất này có tốc độ sinh sản chóng mặt. Nó có khả năng di chuyển nhanh dưới đáy ao hồ, sông suối, ưa đào hang và chống chịu trước biến động của môi trường. Trước đây, tôm hùm đất đã gây ra những thiệt hại về mùa màng, hoa màu tại Đồng Tháp. Phải mất hàng tháng trời, bà con nông dân ở đây mới loại bỏ được loài sinh vật gây hại này.